Hơn 20 năm tích lũy kinh nghiệm và phát triển với sứ mệnh đem lại vẻ đẹp hoàn mỹ cho phái đẹp, thẩm mỹ viện Xuân Hương luôn khẳng định vị trí là một chuyên gia sắc đẹp tiên phong tại Việt Nam. Mong ước kiến tạo lên vẻ đẹp tuyệt đối, chúng tôi đặt tâm huyết vào bàn tay và khối óc của các chuyên gia, y bác sĩ hàng đầu trong lĩnh vực thẩm mỹ. Lắng nghe mong muốn, tư vấn tận tâm và xóa tan mọi lo lắng của phụ nữ bằng những phương pháp và công nghệ làm đẹp hiện đại, tối tân trên thế giới. Mỗi phái đẹp đều là những đóa hoa, tỏa sắc theo cách riêng của mình. Vì vậy, để hiểu hơn về làn da, mái tóc, trước mỗi quá trình trị liệu, các chuyên gia của Thẩm mỹ viện Xuân Hương sẽ tiến hành soi da và đưa ra những lời khuyên phù hợp nhất. Chăm sóc và làm trắng da công nghệ White Soul Teeth là một trong những dịch vụ được yêu thích tại Thẩm mỹ viện Xuân Hương. Sau khi làm sạch và tẩy tế bào chết, chuyên viên thẩm mỹ sẽ đưa tinh chất serum massage lên da mặt, giúp thẩm thấu và nuôi dưỡng sâu cho da. Liệu trình sử dụng hoàn toàn dòng sản phẩm Soul Teeth cao cấp từ kinh đô nước Pháp, kết hợp với công nghệ trị liệu độc quyền của hãng và các phương pháp điều trị chuyên sâu, đem đến cho phái đẹp làn da mịn màng không tì vết chỉ ngay sau lần chăm sóc đầu tiên. Dịch vụ đắp mặt nạ đặc trị nám cũng được bắt đầu bằng bước tư vấn của chuyên gia thẩm mỹ. Sau khi làm sạch vùng da cần điều trị, khách hàng sẽ được bôi tê ngoài da để chuẩn bị kỹ càng cho bước điều trị bằng công nghệ laser YAG hiện đại. Cuối cùng, chuyên gia thẩm mỹ sẽ thoa kem tái tạo da và massage nhẹ nhàng để giữ chất thẩm thấu và loại bỏ các mảng nám da nhanh chóng và hiệu quả. Dịch vụ chăm sóc da nhạy cảm mao mạch yếu cũng là một trong những dịch vụ nhận được sự tin tưởng của hàng triệu khách hàng. Với 6 bước điều trị chuyên sâu trong 70 phút, phái đẹp sẽ nhanh chóng sở hữu được làn da mạnh khỏe như mong muốn. Tiên phong trong công nghệ ánh sáng Airline tại Việt Nam, dịch vụ triệt lông vĩnh viễn tại Thẩm mỹ viện Xuân Hương được thực hiện theo quy trình đạt chuẩn, đảm bảo độ an toàn tuyệt đối cho khách hàng. Dịch vụ tắm trắng collagen từ nguyên liệu chính được chiết xuất từ cá da trơn, cung cấp protein cho cơ thể, kết hợp các động tác chuyên nghiệp, loại bỏ đi lớp tế bào xịt màu trên bề mặt da, trả lại cho bạn làn da tươi trẻ, mịn màng và trắng sáng. Sau khi đắp mặt nạ sữa tươi và cam nguyên chất, phái đẹp sẽ được thư giãn hoàn toàn với phòng sông hơi, giúp da thẩm thấu dưỡng chất, loại bỏ hoàn toàn các sắc tố sẫm màu trên bề mặt da. Tiếp đó, làn da sẽ được xoa dịu với bước ngâm mình trong bồn tắm bằng sữa dưỡng da, thẩm thấu tinh chất hương hoa, giúp da đều màu và trắng hồng rạng rỡ. Có được một làn da trắng và mịn màng luôn là ao ước của cô. Chính vì vậy ngày hôm nay tôi đã chọn lựa sử dụng gói dịch vụ tắm dưỡng sáng trắng da của Thẩm mỹ viện Xuân Hương và tôi cảm thấy thực sự hài lòng với gói dịch vụ này. Phương pháp điều trị sẹo rỗ và xe khít lỗ chân lông bằng oxygen YAG, công nghệ chiếu ánh sáng laser CO2 fractional giúp loại bỏ tế bào chết, lớp sừng già cỗi, tạo thông thoáng trên bề mặt da, đồng thời tái tạo collagen, lấp đầy các vết sẹo rỗ, mang tới làn da săn chắc và mịn màng. Dịch vụ phun xăm lông mày được thực hiện bởi các chuyên viên tay nghề cao, công nghệ tiên tiến với loại mực chiết xuất tự nhiên được nhập khẩu từ Mỹ, mang tới dáng lông mày tinh tế, nữ tính và hiệu quả lâu dài. Công nghệ giảm béo bằng laser LS650 có tác dụng sâu vào trong lớp mỡ dưới da, đồng thời giảm số lượng tế bào mỡ, phân hủy, chuyển hóa mỡ thành dạng lỏng ở dạng năng lượng tiêu hao, được đào thải ra ngoài theo đường bài tiết tự nhiên, phù hợp cho giảm béo bụng, giảm béo toàn thân hay lấy lại vóc dáng sau sinh cho chị em phụ nữ. Đến với Thẩm mỹ viện Xuân Hương, tôi đã được tư vấn về gói dịch vụ giảm béo bằng máy công nghệ cao và bên cạnh các phương pháp điều trị làn da và vóc dáng, Thẩm mỹ viện Xuân Hương còn sở hữu hệ thống phẫu thuật thẩm mỹ chất lượng và uy tín. Đội ngũ y bác sĩ với kinh nghiệm trên 10 năm trong lĩnh vực thẩm mỹ, làm đẹp, kết hợp cùng trang thiết bị hiện đại đúng tiêu chuẩn quốc tế. Bằng những liệu trình phẫu thuật thẩm mỹ quen thuộc như gọt hàm hay nhấn mí mắt, Xuân Hương còn được khách hàng tin tưởng ở những phương pháp phức tạp hơn, đòi hỏi công nghệ cao như nâng sống mũi bằng chất làm đầy, căng chỉ da mặt bằng chỉ sinh học hay độn cằm.
Chúng tôi tin tưởng rằng Xuân Hương đã góp phần tô điểm và hoàn thiện hơn vẻ đẹp của chị em phụ nữ, xóa tan mọi lo lắng cả về khuôn mặt và vóc dáng. Thẩm mỹ viện Xuân Hương, nơi gửi gắm niềm tin của phái đẹp.